Phiên chợ hè ở Premier League vẫn đang diễn ra hết sức sôi động, đúng theo truyền thống trong nhiều năm qua. Các câu lạc bộ tại xứ sở sương mù luôn tạo ra những màn chạy đua vũ trang cực kỳ hấp dẫn khi không ai chịu thua kém ai. Những tân binh chất lượng đã xuất hiện, cùng với đó là sức hút ngày càng lớn của ngoại hạng Anh đã kéo nhiều ngôi sao ở châu Âu đến đây. Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải cực kỳ hấp dẫn, bùng nổ, cùng với những màn đua tranh quyết liệt giữa 20 đội bóng hàng đầu nước Anh. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại toàn cảnh chuyển nhượng ở Premier League trong tháng 6 vừa qua. Liệu câu lạc bộ nào đang làm mưa làm gió ở phiên chợ hè năm nay? Mùa giải 2022-2023 vừa qua, Premier League đã cho thấy sức mạnh của mình ở đấu trường châu Âu khi hai trong số ba giải đấu lớn cấp độ câu lạc bộ thì chức vô địch đều thuộc về các đại diện ở xứ sở sương mù. Đó là Man City ở Champions League và West Ham ở Conference League. Điều này là càng tăng thêm vị thế của ngoại hạng Anh và biến giải đấu này trở thành nơi thu hút rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, các đội bóng ở đây sẽ phải tiến bộ mạnh mẽ nếu không muốn bị bỏ lại trong các cuộc đua tranh khốc liệt, hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng. Nhưng trước khi đến với mùa giải 2023-2024, các câu lạc bộ cần phải thể hiện tham vọng của mình ở thị trường chuyển nhượng, nơi trang bị vũ khí hoàn hảo để nâng cấp đội hình, đủ sức cạnh tranh cho các mục tiêu mà từng đội bóng đã đề ra. Kể từ khi phiên chợ hè mở cửa vào ngày 14 tháng 6, 20 đại diện của Premier League đều đã có những hoạt động cực kỳ sôi nổi. Rất nhiều những ngôi sao lớn đã cập bến, cũng như nhiều trường hợp chia tay vô cùng đáng tiếc đã diễn ra. Người hâm mộ đang rất chờ đợi những bộ mặt mới của đội bóng mà họ yêu quý để xem liệu những khoản đầu tư có hợp lý hay không. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua những diễn biến đáng chú ý ở phiên chợ hè trong tháng 6 vừa qua. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với nhà đương kim vô địch Manchester City. Có hai thương vụ đáng chú ý liên quan đến đoàn quân của Pep Guardiola. Đó là việc đội trưởng Ilkay Gundogan chuyển sang Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do và để chám vào vị trí mà tiền vệ người Đức đã để lại. The Citizens đã ngay lập tức bổ sung Mateo Kovacic từ Chelsea với thời hạn là 4 năm. Đây được xem là một thương vụ cực kỳ khôn ngoan của đội chủ sân Etihad khi tiền vệ người Croatia có thể chơi ở cả vị trí số 6 lẫn số 8. Kinh nghiệm cũng là điều mà Kovacic có thừa khi anh đã có 221 lần ra sân trong 5 mùa giải ở Chelsea, giành chức vô địch Champions League, Europa League, FIFA Club World Cup và UEFA Super Cup, cũng như giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ vào năm 2019-2020. Về phần Á quân Arsenal, năm nay họ đã được cấp ngân sách tương đối dồi dào để đi chợ sau quãng thời gian dài thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng. Sau ngày 30 tháng 6 vừa qua, đã có đến 13 cầu thủ đáo hạn hợp đồng. Trong số này có 3 cái tên đã tìm được bến đỗ mới, đó là Nicolai Moller, Majid Ogunbo và Pablo Mari. Còn lại 10 cái tên vẫn đang thuộc diện cầu thủ tự do và chưa tìm được câu lạc bộ phù hợp. Còn ở chiều ngược lại, pháo thủ vừa đón chào tân binh Kai Havertz đến từ Chelsea với mức giá 65 triệu bảng. Anh sẽ là sự bổ sung đáng chú ý cho hàng công của đội chủ sân Emirates nhằm cạnh tranh với Gabriel Jesus và Nketiah. Ngoài ra, Arsenal còn đang hướng đến việc hoàn tất hợp đồng với hai tân binh đáng chú ý, đó là Declan Rice và Julian Timber. Trong đó, ngôi sao đến từ West Ham đã trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất Premier League với mức phí mà đại diện phía Bắc London trả cho đối tác cùng thành phố lên đến 105 triệu bảng. Tiếp đến là câu lạc bộ luôn thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông Manchester United. Sau ngày 30 tháng 6 vừa qua, Quỷ Đỏ đã chia tay với 10 cầu thủ do hết hạn hợp đồng và chuyển nhượng sang câu lạc bộ khác. Trong đó Zidane, Iqbal và Ethan Lee đã mang về cho đội bóng số tiền 1,5 triệu bảng. Con số chẳng thấm vào đâu và chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Old Trafford vừa chính thức chiêu mộ thành công Mason Mount từ Chelsea với mức phí là 60 triệu bảng. Đây được xem là sự bổ sung chất lượng nơi hàng tiền vệ của đội bóng, đồng thời mở đường cho nhiều thương vụ khác hứa hẹn sẽ được hoàn thành trong thời gian tới. Đó là vị trí thủ môn cũng như tiền đạo cắm. Man United cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa trong thời gian tới để sớm hoàn tất đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới. Đại kình địch ở xứ sở sương mù của Quỷ Đỏ là Liverpool cũng đang cố gắng đẩy nhanh việc mang về những tân binh nhằm tìm lại vị thế của mình sau một mùa giải thất vọng vừa qua. Sau ngày cuối cùng của tháng 6, họ đã chia tay 8 cầu thủ, trong đó có 5 cái tên đáng chú ý, đó là Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain và Fabio Cavalho.
đa phần đều nằm ở hàng tiền vệ, buộc Jurgen Klopp phải nhanh chóng tìm kiếm những sự bổ sung chất lượng để đảm bảo tuyến giữa của Jacob được vận hành một cách ổn thỏa. Hai tân binh chất lượng cũng đã cập bến đội chủ sân Anfield trong thời gian qua, đó chính là nhà vô địch thế giới Alexis McAllister từ Brighton cùng với Dominic Szoboszlai đến từ câu lạc bộ Leipzig theo một thỏa thuận để Fabio Cavallio cho mượn ở chiều ngược lại. Sau những gì đã thể hiện ở mùa giải trước, Lữ đoàn đỏ rất muốn thể hiện đẳng cấp của mình nhằm cạnh tranh cho mọi đấu trường mà mình tham dự, nhất là việc nhanh chóng trở lại UEFA Champions League. Và để làm được điều đó, quan trọng nhất chính là việc phải mang về những tân binh chất lượng nhằm cải thiện đội hình để tránh tình trạng chấn thương làm ảnh hưởng đến tần suất thi đấu của các ngôi sao chủ chốt. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với Tottenham Hotspur, đội bóng đang sở hữu chân sút được thèm khát nhất mùa hè năm nay, đó là Harry Kane. Kết thúc mùa giải 2022-2023, gà trống cũng đã chia tay 8 cầu thủ, trong đó đáng chú ý nhất có Lucas Moura cùng với Harry Wing, hai nhân tố đã từng góp mặt rất nhiều lần ở đội hình chính. Ở chiều ngược lại, Spurs đã đón chào 3 tân binh rất đáng chú ý, trong đó là họ đã mua đứt Dejan Kulusevski từ Juventus sau màn trình diễn tốt của anh ở mùa vừa qua. Cùng với đó là hai ngôi sao rất được chờ đợi là thủ thành Guglielmo Vicario đến từ Napoli cùng với tiền vệ hào hoa James Maddison từ Leicester City. Nhiệm vụ quan trọng hiện tại của Tottenham sẽ là quyết định giữ chân Harry Kane hoặc sớm bán anh để nhằm thu về một số tiền lớn, tái thiết đội hình. Đại diện còn lại trong nhóm Big Six là Chelsea. Sau hai kỳ chuyển nhượng oanh tạc cả châu Âu, khi mùa hè năm nay, họ đang bắt đầu bán bớt những ngôi sao không còn cần thiết nhằm cân bằng tài chính. Đã có đến 11 cầu thủ rời khỏi sân vận động Stamford Bridge và rất nhiều trong số đó đã từng đá chính trong chiến dịch chinh phục cúp C1 châu Âu. Không những chia tay nhiều cầu thủ, The Blues vẫn mua sắm khá rầm rộ. Bằng chứng là họ đã mang về Christopher Nkunku từ RB Leipzig, Henry Paez từ Independiente Del Valle, Duhan Richards từ Phoenix Academy, Nicholas Jackson từ Villarreal, Alex Matos từ Norwich và Diego Moreira từ Benfica. Sắp tới đây, đại diện thành London cần phải nhanh chóng tìm kiếm một tiền đạo chất lượng nhằm đảm bảo đầu ra bàn thắng vốn là điểm yếu chí mạng của Chelsea trong mùa giải vừa qua. Ngoài ra, tân thuyền trưởng Mauricio Pochettino cũng cần tác động đến chủ tịch Todd Bowley trong việc chiêu mộ tân binh phù hợp với phong cách chơi mà ông xây dựng. Chia tay với nhóm Big Six, chúng ta đến với thiếu gia Tân Thành, đội bóng rất đáng xem ở mùa giải vừa qua khi vừa giành tấm vé tham dự Champions League. Kết thúc tháng 6, Newcastle cũng đã chia tay đến 10 cầu thủ theo dạng cho mượn cũng như hết hạn hợp đồng. Và họ chỉ mới có duy nhất một sự bổ sung, đó là Yankuba Minte từ Odense. Một ngôi sao khác cũng đang chuẩn bị ra mắt chích chòe, đó là Sandro Tonali từ AC Milan. Đây là thương vụ bom tấn của đội chủ sân St. James Park mùa hè năm nay. Và huấn luyện viên Eddie Howe cũng tạm hài lòng về điều này khi ông biết rằng ngân sách chuyển nhượng dành cho mình là không nhiều do những quy định từ luật công bằng tài chính. Trong số 13 câu lạc bộ còn lại ở Premier League hoạt động sôi nổi nhất có lẽ là Aston Villa. Đội bóng đang thay ra đổi thịt dưới thời của Unai Emery khi giành được suất tham dự cúp C3 châu Âu. Họ đã mang về Yuri Tielemans từ Bầy Cáo theo dạng chuyển nhượng tự do, cùng với đó là Pau Torres đến từ Villarreal, một trung vệ hàng đầu của Tây Ban Nha. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến một bộ mặt đáng xem của đội chủ sân Villa Park mùa giải tới và họ hy vọng sẽ tiếp tục trở thành chú ngựa ô khó chịu tại ngoại hạng Anh. Cùng với Aston Villa, Brighton cũng đang giáo diết bổ sung lực lượng sau màn chia tay McAllister và sắp tới có thể là cả Moises Caicedo nữa. Đã có 3 tân binh cực kỳ chất lượng cập bến chim mòng biển, đó là Mahmoud Dahoud từ Dortmund, Hao Pedro từ Watford và James Milner từ Liverpool. Brentford cũng là đội bóng đáng chú ý mùa giải vừa qua với lối chơi cực kỳ khó chịu của mình. Ở phiên chợ hè năm nay, họ vẫn chưa có bất cứ màn chia tay nào đáng chú ý, trong khi ở chiều ngược lại, chỉ có Mark Flecken và Kevin Shaid cũng đến từ Freiburg là hai tân binh đáng chú ý nhất. Còn lại bộ khung giúp họ thi đấu ổn định vẫn đang được giữ nguyên, dù David Raya vẫn rục rịch đòi chia tay câu lạc bộ. Trong số những đội bóng còn lại ở Premier League, từ nhóm chủ hạng đến các bộ ba tân binh, chỉ có mỗi Burnley là hoạt động tích cực ở phiên chợ hè khi họ đã mang về 3 tân binh tiềm năng, đó là Jordan Bayer từ Borussia Mönchengladbach, Dara Oshay từ West Brom và Lawrence Vigora từ Leyton Orient. Sự cạnh tranh ở ngoại hạng Anh là vô cùng lớn và nếu không nhanh chóng bổ sung lực lượng, các câu lạc bộ nhóm dưới cũng như tân binh sẽ gặp vô vàn khó khăn, thậm chí là nhanh chóng đối diện với viễn cảnh phải tham gia cuộc chiến trụ hạng khi mùa giải còn chưa chính thức khởi tranh. Đúng như những dự đoán từ các chuyên gia, rõ ràng nhóm Big Six vẫn là tâm điểm ở phiên chợ hè năm nay.
các ông lớn đang thay phiên nhau chạy đua vũ trang rầm rộ nhằm tìm lại vị thế của mình, cũng như giữ vững thành tích đã đạt được ở mùa giải vừa qua. Chỉ mới 2 tuần sau khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, đã có không ít thương vụ đáng chú ý xuất hiện. Dù chưa phải là bom tấn quá lớn, nhưng tháng 7 này sẽ là thời điểm để người hâm mộ tha hồ bùng nổ. Giai đoạn tập huấn tiền mùa giải đang đến gần, và đó cũng là thời điểm các đội bóng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trên bàn đàm phán để mang về những tân binh chất lượng. Hãy cùng chờ đợi những thông tin tiếp theo về thị trường chuyển nhượng của Premier League. Liệu câu lạc bộ nào sẽ bạo chi nhất ở phiên chờ hè năm nay, hay sẽ có bất ngờ nào đến từ các đội nhóm dưới? Thành London hiện đang áp đảo, nhưng đừng bỏ qua thành Manchester, nơi khởi nguồn của nhiều bom tấn trong các năm vừa qua. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!